Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi các đơn vị trực thuộc về việc để đảm bảo an toàn giao thông trong suốt thời gian diễn ra kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Tổng cục Đường bộ kiểm tra, chỉ đạo các trạm thu phí đường bộ tổ chức phân luồng giao thông hợp lý, kịp thời xử lý, giải tỏa phương tiện, không để xảy ra ùn tắc tại các trạm thu phí, chủ động xả trạm để giải tỏa phương tiện khi xảy ra ùn tắc kéo dài, có biện pháp khắc phục kịp thời khi xảy ra sự cố, tai nạn, đặc biệt trên các tuyến giao thông trọng điểm. Bên cạnh đó, Tổng cục phối hợp chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường các giải pháp nâng cao năng lực, bảo đảm an toàn và chất lượng dịch vụ vận tải hành khách, đáp ứng nhu cầu vận tải tăng cao trong dịp nghỉ lễ. Các đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân về tình hình trật tự an toàn giao thông, kịp thời chỉ đạo phối hợp với các cơ quan chức năng để giải quyết, khắc phục các sự cố tai nạn xảy ra.